Đọc đây con xin dâng mắt lên Ngài để Ngài thượng tọa pháp thanh, xin Ngài thuyết giảng chánh kênh này hôm nay cho đạo tràng chúng con ạ. Con xin kính dâng mắt lên Ngài. Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Mà giá, Nam mô Sằng Thầy giá. Kính đảnh lễ chư Tùng Đức trưởng lão, chư Hòa thượng, chư Thượng tọa, chư Đại Đức Tăng. Và chào tất cả quý tu nữ, quý Phật tử. Và trước khi vào thời chia sẻ Phật pháp, kính cung thỉnh chư Tùng Đức cũng như mời tất cả quý vị lắng tâm thanh tịnh, làm để tâm bảo một cách tóm tắt. Nam mô ta sa pha hoa tô ra tô sam ma sam bút ta sa. Nam mô ta sa pha hoa tô ra tô sam ma sam bút ta sa. Nam mô ta sa pha hoa tô ra tô sam ma sam bút ta sa. Nam mô bút tha giá, Nam mô tham ma giá, Nam mô sang đa giá. Đệ tử nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương âm đức tam bảo một cách tóm tắt. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương đức Phật bảo. Phật bảo đến vô lượng từ bi viên mãn. Ngài đã diệt tận vô minh và phiền não. Ngài đã bẻ gãy bánh xe sanh tử luân hồi. Thầy cả chư thiên và nhân loại. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tán dương ân đức pháp bảo. Pháp bảo là phương lương dược năng trị tâm bệnh cho tất cả chúng sanh. Những ai thực hành đúng theo chánh pháp sẽ được an lạc trong hiện tại và ngày vị lai. Đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu tán dương ân đức tăng bảo. Tăng bảo gồm hai bậc, thánh tăng và phàm tăng. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phước điền của chư thiên và nhân loại. Do phước báo tán dương ân đức tam bảo, kính cầu mong chư tôn đức pháp thể thân an. Chúc tất cả quý tu nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự trong đời sống, hướng đến giải thoát trong ngày vị lai. Nam mô Bụt Thầy giá. Thì cái bài cái thứ năm này nó cũng giống như cái phần trước, tức là có những cái người Phật tử sơ cơ, bây giờ mình nói mà cái thân này nó vô ngã, thì có nhiều khi người ta đã chưa có hiểu biết, cho nên người ta chưa có chấp nhận. Cho nên là Đức Thế Tôn nói với vua Bát Xê Na Đí Ba Tư Nặc á, giống như trong cái ấy, cái đó, nó có hai người bạn, một cái người bạn bạn thiện ha, thân làm thiện, miệng nói thiện, ý suy nghĩ thiện, rồi một cái người bạn ác là thân làm ác, miệng nói ác và ý suy nghĩ ác đó. Thành ra đó cái người mà giàu cho là một ông vua nha, là được các cái loại quân binh bảo vệ, tượng binh, mã binh, rồi bộ binh, xa binh nha, bảo vệ. Nhưng mà gì á, vì làm ác, vì làm ác, ý suy nghĩ ác, miệng nói ác, thân làm ác. Cho nên á, mặc dù cái người này á, được xung quanh các cái loại binh chủng bảo vệ, nhưng mà sao người này sẽ đi đến khổ cảnh do cái nguyên nhân là làm những cái điều ác. Cho nên á, mặc dù xung quanh có sự bảo vệ của các quân binh, nhưng mà rồi cuối cùng á, người này cũng đi đến khổ. Cho nên là giống như là không được bảo vệ rồi ngược lại cái người dù cái người này là chỉ là một cái người dân bình thường, không có quyền chức gì hết, một cái người phàm phu nhưng mà người ta tự nguyện tránh xa những cái điều ác, hướng về những cái việc lành, để trữ những cái công đức, đức phước báo, những cái phước lành á, thì cái người này ý suy nghĩ thiện, rồi miệng nói những lời thiện lành, hòa hợp, tốt đẹp, rồi thân làm những cái việc lành, lợi mình, lợi người,
thì dù cho cái người này không có xung quanh, không có một cái người lính nào bảo vệ à, nhưng mà đó, cái người này như là được bảo vệ từ bên trong, tại vì cái người này đó, luôn luôn phản tỉnh, suy xét à, suy xét cái các cái tật ý suy nghĩ ác, kịp thời dập tắt, không để cho nó phát ra lời à, hiện qua thân à, còn những cái tật ý thiện lành thì người này à, cần nhanh chóng à, tạo tác à, bằng khẩu, bằng ý à, miệng thì mình nói những cái lời hòa hợp tốt đẹp, nói với tâm từ, nói đúng đối tượng, nói đúng thời. Còn thân mình làm những cái điều thiện lành à, lợi mình, lợi người đó, thì cái người này á, khi mà tạo trữ những cái công đức như vậy đó, thì chắc chắn người này sẽ đi đến những cái cảnh giới an vui tốt đẹp nha. Hoặc là nếu mà tái sanh lại làm người thì những người có điều kiện tốt đẹp trong cái đời sống à, à, có những cái phước báo hỗ trợ đó. Cho nên á, dù là cái người này là cái kẻ phàm nhân à, nhưng mà có được sự hộ vệ bảo trì, sự bảo vệ bảo hộ trì từ ở bên trong, do người này luôn luôn là phản tỉnh xem xét về cái tác ý của mình đó, thì chúng ta à, cho nên cái câu kết cuối cùng thì Đức Phật nói rằng à, lành thai bảo vệ thân, lành thai bảo vệ lời, thành lành thai bảo vệ ý, lành thai tổng bảo vệ à, kẻ liêm sĩ bảo vệ tổng quát cùng khắp, vị ấy có tên gọi là vị được bảo vệ đó. Thì cái hết sức quan trọng của chúng ta đó, là chúng ta luôn luôn bảo vệ cái ý, những cái tác ý của mình à. Nếu mà cái tác ý này nó thúc đẩy thì mình sẽ thể hiện qua thân, qua khẩu, và để tạo tác ha. Cho nên nó là cái ý nghiệp coi vậy chứ, mà nó rất là quan trọng. Mình bảo vệ cái khẩu, cái lời nói thì chỉ là một phần thôi, mình bảo vệ thân thì chỉ là một phần, nhưng mà khi mà bảo vệ ý kịp thời, à, kiểm soát cái ý nghiệp một cách là tốt đẹp thì bảo vệ toàn diện à, khi mà bảo vệ ý là bảo vệ miệng thân luôn à, còn nếu mà khi mà mình buông lung, mình không kiểm soát cái tắc ý, không kiểm soát ý nghiệp thì coi như là tất cả đều bị bỏ buông lung, không có bảo vệ đó. Cho nên chúng ta hiểu cái lời Phật dạy trong cái câu này là như vậy đó. Thì quý vị thấy rằng á, trong đời sống á, chúng sanh có nhiều khi á, họ còn chấp thủ lắm à, những cái người sơ cơ như họ có đôi lúc á, họ còn chấp thủ nặng nề lắm. Cho nên nó là từng bước khi mà chúng ta tu tập rồi đó, thì chúng ta có trí tuệ, chúng ta sẽ thấy rằng trong cái thân này á, là không có bản ngã nha. Đó, không có một con người à, cho nên đó là lúc đó chúng ta sẽ trực nhận cái, thấy được cái bản chất vô ngã của thân ngũ quẩn này nha. Còn những cái người họ mới tu tập đó, có gì chứ họ còn chấp thủ nhiều lắm nha. Thì ở đây á, sư đơn cử hai cái trường hợp mà sư thấy à, những cái vị hành giả ở bên trường thiền Sư Em Minh à, cái thời gian mà sư tu tập ở bên đó đó, thì một cái cô người Áo à, Okian á, thì cô này á cổ có thời gian cổ tu tập ở bên trường thiền, nhưng mà cổ còn chấp thủ à. Thì có trong một cái bài giảng á, hòa thượng Suy Minh á mới nói là cái
cái trí tuệ và cái phiền não của mỗi chúng sanh á, ở trong thế gian này nó đều giống nhau. À, cái phiền não tham sân si của cái người châu Âu, người Mỹ, người Pháp, người Đức gì đó thì nó cũng giống như người châu Á, cũng giống như người Miến Điện, giống như người Việt Nam. À, nhưng mà cổ phản đối, cổ không chấp nhận. Cổ nói không, người châu Âu nó khác, người châu Á khác chứ không có giống nhau. À, thì cổ đưa ra cái, nêu ra cái ý kiến cổ phản đối lắm. Rồi thì hòa thượng mới cười. À, hòa thượng không nói gì hết, nhưng mà hòa thượng nói sao, thôi về ráng tu tập tiếp đi. À, ráng tu tập tiếp đi một thời gian nữa là hả trả lời. Rồi một trường hợp nữa đó là có cái cô này là tỳ kheo ni mắt tông của Hàn Quốc. Thì cô này á, cổ nói chung là đi qua bên trường thiền Xuyên Minh để tu tập, cổ tu rất là tinh tấn. À, nhưng mà cổ bị cái chứng bệnh loét bao tử, là máu nó xuất huyết trong bao tử. Nhưng mà cổ giấu, cổ sợ là nói ra cái bệnh của mình á, rồi người ta đuổi về, đã không cho ở để mà hành thiền. Cho nên là cổ giấu một thời gian. Nhưng mà vì cái chứng bệnh á, nó ngấm ngầm. Thì đến một lúc là cái cơ thể của cổ suy kiệt, à, nó xanh lè. Rồi lúc đó là mới đưa ra cấp cứu ở ngoài cái bệnh viện Chư Tăng ở ngoài Văn Buôn á. Thì ở bên Miến Điện có nha, cái bệnh viện dành riêng cho người tu. À, tức là mấy vị tỳ kheo là nếu mà tu nữ mà bị bệnh á, thì đưa vô trong cái bệnh viện đó để mà điều trị. Thì quý vị biết rằng thì những cái phương tiện thuốc men ở bên Miến Điện cái thời điểm mà năm 2002 á, nó rất là khan hiếm. Cho nên á, bây giờ cái trường hợp của cổ là cần phải vô máu khẩn cấp, tại vì cái cơ đó nó thiếu máu rất là nhiều rồi đó. Cho nên cái thân của cổ gầy ốm mà nó xanh lè đó, bắt đầu cổ mới sợ. À, cổ không chấp nhận nha, nếu mà vô máu của người Miến Điện là cổ không chịu đó. Cổ mới nói là bây giờ á, là người Hàn Quốc á, thì phải vô máu của người Hàn Quốc, chứ vô máu của cái người khác là không có được. Cho nên là sự thật ra lúc đó mà có ở nhà của Miến Điện thì cũng không có máu mà vô. À, nhưng mà cổ sợ là vô máu người Miến Điện là nó lộn mà nhiều khi nói lẫn lộn vừa tiếng Hàn vừa tiếng Miến đó. À, cho nên là cổ không có chỉ nhất định là cổ nói trước với bác sĩ y tá là cổ không có chịu vô máu người Miến Điện nha. Cho nên là ở bệnh viện á, mới gọi điện thoại vô trong trường thiền, báo cho trong trường thiền hay á, là bây giờ phải cần có hai người Hàn Quốc để ra để mà cho máu cho cái cô này đó. Thì mấy hai vị sư cũng to con mạnh mẽ của trong cái nhóm mấy vị Hàn Quốc á, mới đi ra ngoài để hiến máu, để vô máu cho cô tỳ kheo ni này đó. Thì quý vị thấy không, cái người sơ cớ á, mà nói cái phiền não của cái người châu Âu, người châu Mỹ, người châu Á, người châu Phi gì đó là cũng giống nhau. Họ có chấp nhận, họ chưa chấp nhận đâu, tại vì cái kinh nghiệm của tu tập của người ta thấy chưa có đạt đến cái trình độ đó, cho nên người ta không chấp nhận. Nhưng mà sự tha đó, khi mà cái người mà bất cứ những chúng sanh phàm nhân nào mà khi mà cái tham sân si phiền não nó nổi lên thì cũng giống nhau, đâu khác gì nhau đâu. Khi mà cái tham sân si phiền não nó phát sanh lên thì sự tức giận, sự tức giận, cái trạng thái là xua đuổi, hủy diệt đối tượng của tâm sân,
vào cái trạng thái mà dính mắc, chấp thủ, bám níu vào đối tượng của tâm tham, hay là cái trạng thái mê mờ, không phân biệt, không phân biệt rõ ràng các cái đối tượng đó. Thành ra như vậy, khi mà mình chứng nghiệm, mình chứng nghiệm được những cái điều kinh nghiệm mà mình đang thực hành, khi mình thấy, khi mà cái trạng thái tham nó khởi lên thì sao? Mình bám níu, chạy theo, đeo đuổi theo, dính mắc theo đối tượng, thì ai cũng vậy thôi. Đó, rồi nếu mà cái người này gặp một cái đối tượng mà không vừa lòng, trái ý, nghịch lòng, thì sao? Cái người này muốn xua đuổi, quỷ diệt đối tượng đó. Thành ra đó, cái trạng thái phiền não là nó giống nhau, chứ không phải người châu Âu khác, người châu Á là khác, người châu Mỹ khác, người châu Phi khác, không có đó. Cho nên là đòi hỏi chúng ta phải có sự nỗ lực tu tập, rồi chúng ta có được những cái kinh nghiệm thực tiễn qua trong cái pháp hành. Chúng ta cần phải chứng đạt với trí tuệ, phân biệt được cái trạng thái phiền não hay là trạng thái tâm quân bình an ổn trí tuệ nha. Cho nên là đối với những cái người mà sơ cơ họ còn chấp thủ thì phải dựa trên những cái mà họ còn chấp thủ, họ còn dính mắc á, rồi bắt đầu từ đó mới dần dần dẫn cho họ tu tập để bắt đầu họ đạt đến những cái kinh trong cái pháp hành, rồi từ đó đó họ sẽ tự sửa đổi, chuyển hóa những cái mê lầm, những cái điều sai trái từ trước đến giờ đó. Thành ra trong pháp Quốc kinh nói có những điều mà cha mẹ bà con thân bằng quyến thuộc không làm được, người hướng thiện làm được đó. Là khi mà cái tâm mình hướng dành để mình thực hành, để mình đạt đến cái định lực của tam tướng, để mình thấy được là cái sự thay đổi của danh sắc ha. Rồi danh sắc là luôn luôn là biến chuyển, thay đổi không ngừng. Rồi danh sắc chính vì nó luôn luôn nó thay đổi, cho nên nó sẽ có những cái trạng thái lúc thì an lạc, lúc thì rồi. Và cái sự thay đổi, cái khổ hay là cái an lạc thân ngũ quẩn này đó, mình không thể nào kiểm soát được, mà nó chỉ sanh diệt theo cái quy luật tự nhiên của nó, theo cái quy luật nhân quả, do những cái nhân nào mà bị khổ đau, do những cái nhân nào mà được an lạc. Còn mình có những lúc mình muốn cho cái thân này nó an lạc nhưng mà cũng không được, mình sợ, mình né tránh cái sự khổ, mình không muốn bệnh tật, không muốn những cái trạng thái bất tội nguyện của cái thân ngũ quẩn này xảy ra, nhưng mà nó là luôn luôn, luôn luôn nó diễn biến, nó xảy ra, cho nên chúng ta không có điều khiển, không kiểm soát được cái thần ngũ quẩn này đó. Thì Đức Phật cũng dạy, nếu bây giờ mà cái thân này thuộc về cái quyền sở hữu của mình điều khiển đó, thì khi mà bệnh tật xảy ra, mình biểu nó đừng có bệnh, không có được bệnh đó. Còn nếu mà những cái diễn biến trong thân này như là già, bây giờ ai cũng muốn trẻ hết chứ, đâu ai muốn già, nhưng mà lần hồi bắt đầu theo thời gian
tuổi tác, nó cái thân này nó sẽ già lão nha. Khi mà nó già lão thì nó dẫn đến cái gì? Cái suy kiệt, đến bệnh tật nha. Rồi sao? Đi dần dần mới tới cái sự chết. À, đó, thành ra đó mình không có kiểm soát được gì đó, mặc dù có nhiều cái phương thuốc, nhiều cái điều kiện phương tiện y học người ta tìm ra, ta tìm ra những cái thuốc để mà giảm đi cái sự già, chậm đi cái sự già, nhưng mà rồi cũng không được, rồi cũng phải già, rồi cũng phải bệnh, rồi cũng phải chết. Chứ không có ai mà luôn luôn là khỏe mạnh, không ai là luôn luôn mà không già hết. Mà cái điều này là sao? Phải mình phải nghiệm thực tế qua cái pháp hạnh để mình thấy được gì? Cái sự thay đổi, sự sanh diệt của danh và sắc. Mình phải dùng cái danh sắc này làm cái đối tượng để quan sát. Có lúc thì cái tâm mình á, nó suy nghĩ về những cái điều lành, điều thiện, nó tác ý về cái điều thiện. Nhưng mà cũng có lắm lúc nó tác ý về những cái điều bất thiện. Rồi cái thân này cũng vậy. Cái thân này mới hồi nãy là nó khỏe, nhưng mà chút xíu ra là bắt đầu những cái bệnh tật nó đổ ra. Mới hồi đầu hôm ấy, mình nằm mình ngủ nó rất là bình thường, không có gì hết á, không có hiện tượng gì là bác đau bệnh á. Nhưng mà mới ngủ được chút xíu, bắt đầu nửa giờ, 8, 9 giờ, 10 giờ giật mình dậy. Tự nhiên bây giờ á, tay mình dở không lên. Ngày hôm đó cái thần kinh tật, hôm mà 8 giờ mình chung vô mình ngủ không có gì hết á. Xong cái bắt đầu tới 10 giờ, 10 giờ mấy gì đó thì giật mình thức dậy. Lúc đó nó mất đi tiểu tiện, thì tự nhiên cái bắt đầu cái canxi nó đóng vôi vô cái ngay chỗ cái thần kinh tọa. Rồi cái tự nhiên cái chân bên mặt nó không cử động được, muốn liệt luôn, mình hết hồn không biết sao kỳ vậy. Rồi bắt đầu cái thần kinh tọa nó đau thì thôi, nó đau từ ở dưới gót chân mà nó đau lên tới trên đỉnh đầu đó, toàn bộ cái hệ thần kinh mà đã nói là cái chân bây giờ cái chân nó liệt luôn bởi sự quản quá. Thì nói thôi kiểu này chết, kỳ này chắc có nước, là một á là phải đi bằng hai cây nạng, còn không á là phải ngồi xe lăn chiếc này, là thôi chết rồi. Bắt đầu vận hành nó đau quá trời quá đất, rồi thôi mình cũng phải ráng chịu đựng. Bây giờ mình nằm mà quan sát về cái sự khổ, quan sát về cái đau ha. Đó, riêng tới gần 5 giờ sáng cái bắt đầu mới điện thoại cho cái ông y sĩ gần đây nè. Ông này thì hồi trước ổng là y sĩ ở trong quân đội, bây giờ ổng về hưu rồi. Rồi cái bắt đầu ổng hàng ngày là ổng đi vòng ở trong cái xã đó, ổng mấy người mà bị cảm rồi này kia nọ bệnh hoạn, nhiều khi không có đi tới bệnh viện được đó, thì ổng sẽ chích thuốc. Quảng Hoa kêu điện thoại cho ổng, kêu ổng 6 giờ 6 mấy vô làm ơn chích giúp sư. Chứ bây giờ cái chân của sư nó như là khúc cái khúc củi vậy, không có điều, không có tự động, không có ấy gì được hết. Mà giờ sư bị thần kinh tọa, giờ nó đau quá trời rồi. Chú làm ơn chú vô chú chích giùm. Đó. Rồi cái bắt đầu ổng mới đem thuốc rồi vô ổng chích. Ổng chích rồi thuốc uống rồi kia nọ.
rồi đó phải ráng nằm chịu đựng cả mấy tiếng đồng hồ sau á, thì bắt đầu cái chân nó cử động được. Mà mỗi một cái nhúc nhích, mỗi cái cử động dù nhỏ, mỗi cái cử động dù nhúc nhích nhỏ thôi là nó đau, nó thốn, chịu không nổi luôn. Đó, thành ra mấy cái sự việc này đó mình đâu có muốn đâu. Mình muốn khỏe mạnh, mình muốn mình sẵn vận động đi tới đi lui, làm công việc bình thường thôi. Nhưng mà cái khi mà cái bệnh nó xảy đến là mình không có thể làm gì được hết. Có nhiều lúc mình mua được viên thuốc, nhưng mà khi mà mình uống thuốc ấy, đâu phải là uống thuốc là nó đem đến cái sự an lạc liền đâu. Vì biết có những người có tiền của, có khi á mà bệnh hoạn mà xảy ra đó, chích một mũi thuốc á 2-3 triệu bạc. Buổi sáng á chích 2 mũi thuốc, một mũi là 2 triệu, một mũi là 3,5 triệu đó, để gì? trị bệnh ung thư. Bị ung thư ở trong cái trong gan, thì chích những cái loại thuốc đó là phải nói là rất là mạnh. Mà đâu phải mà chích một ngày mà nó hết đâu. Sáng chích 2 mũi, chiều chích 2 mũi. Tại vì thấy chích một ngày không, cái tiền thuốc không á, 4 mũi thuốc không là 7 triệu rồi, chưa tính những cái chi phí khác nha. Nhưng mà đâu phải mà người nào chích cũng và hết cái bệnh ung thư gan đâu. Đó, cho nên á, có những lúc mình mua được cái viên thuốc, mua được mũi thuốc, nhưng mà không có mua được sự an ổn, không có mua được cái sự an ổn của cái thân ngũ quẩn này. Mặc dù thuốc rất là mạnh, nó rất là mắc, rất là giá, rất là cao đó, nhưng mà không phải ai chích vô cũng là hết đâu. Đó, có người chích là nó tạm lắng dịu thời gian đó, rồi sau nó tái phát trở lại, thì dù chích mạnh mấy cũng không còn kịp. Cho nên mới đi đến cái chết. Cho nên là chúng ta thấy rằng là cái thân này là nó vô ngã. Cho nên là Đức Phật dạy chúng ta phải nỗ lực pháp học. Mình học để mình thấy được cái sự tổng hợp của danh và sắc, và hoàn không có một cái bản ngã ở phía sau, ở trong cái thân ngũ quẩn này. Đó, chỉ là cái do cái dòng nghiệp lực, tiền miên, do nhân do duyên, thì các cái pháp nó hiện khởi, rồi cũng đến lúc do nhân do duyên các pháp nó tàn rã. Mình không điều khiển gì được nó hết, nó vận hành theo cái định luật của tam tướng, cái quy luật tự nhiên của vạn pháp mà thôi. Đó, cho nên những người mà nhờ có kinh nghiệm, nhờ có kinh nghiệm pháp hạnh, thì lúc đó chúng ta mới có thể mà chuyển hóa, sửa đổi những cái sai lầm tà kiến. Thành ra đó, cái như hồi nãy xin nói với cô mà người Áo đó, cô hành thiền một thời gian 2-3 năm vậy đó, cô này cô rất là tinh tấn, cổ học vị cũng cao lắm á, rồi cũng có làm việc, nhưng mà cổ dành thời gian năm nào cũng vậy, ít nhất là 1 tháng, còn nếu không là 3 tháng để cổ đến trường thiền, cổ thực hành cái pháp hành tứ niệm xứ đó. Rồi chính nhờ cái thời gian
cái thời gian qua cái kinh nghiệm tu tập lâu như vậy đó, bắt đầu cổ mới thấy được. Thì đến lúc mà cổ mới thấy được, cổ mới trình pháp, và cổ bây giờ cổ mới hiểu được lời dạy của Hòa Thượng là cái người mà sống cái người mà bị phiền não chi phối thì dù cho người châu Âu, người châu Á cũng giống nhau, người Pháp, người Đức, người Ý, người Áo rồi đó, cũng giống như người Miến Điện, người Việt Nam. Đến lúc mà cái kinh nghiệm cổ đạt đến rồi thì cổ mới thấy được và chấp nhận cái điều đó. Còn lúc đầu mà chưa chấp nhận thì lúc đầu mà chưa có đạt được những cái kinh nghiệm thì cổ đâu có chịu, đâu có chấp nhận cái lời dạy của ngài thiền sư đâu. Cho nên chúng ta thấy rằng trong cái bài kinh, thì trong kinh Đức Phật nói là chúng sanh đều là vô ngã. Nhưng mà tại sao trong có bài kinh mà bài kinh số 4, bài kinh số 5 này thì Đức Phật nói là có cái bản ngã thiện, có cái bản ngã bất thiện. Thì ở đây ví như ở trong cái thân này có hai người bạn. Một người bạn là thiện lành, hướng dẫn chúng ta làm những cái điều tốt đẹp. Còn một cái người bạn ác, người bạn bất thiện, chúng ta phải nhận thức lúc cái người bạn thiện xuất hiện và lúc nào là cái người bạn ác xuất hiện, mà cái người này khống chế, suối bẫy, thúc đẩy, suối dục chúng ta đều bất thiện. Chúng ta phải kịp thời tránh xa cái người bạn ác. Rồi chúng ta phải luôn luôn là thân cận, gần gũi với cái người bạn lành. Thì như vậy đó, khi mà chúng ta kiểm soát được cái tác ý, cái ý nghiệp, những cái suy nghĩ, suy tư muốn làm việc này, việc khác, nếu mà những cái việc đó là thiện lành, tốt đẹp, đem đến lợi mình, lợi người, thì chúng ta làm. Thì khi mà chúng ta kiểm soát cái ý nghiệp là chúng ta kiểm soát tất cả. Còn nếu mà mình chỉ khi mà mình cần phải tịnh khẩu, mình phải tịnh khẩu, rồi mình mắt mình phải nhìn xuống cái này cái khác. Cũng có nhiều thiền sinh lắm, có nhiều thiền sinh sư thấy đeo cái tấm bảng trước ngực là tịnh khẩu, tịnh khẩu. Thì ngài Hòa Thượng ngài nói sao, coi như là trong đời sống chúng ta phải giao tiếp, chúng ta phải giao tiếp mà cái gì mình muốn người ta hiểu được mình phải nói đó. Mình nói thì người ta mới biết cái mình muốn cái gì, cần cái gì. Bây giờ mình tịnh khẩu rồi, mỗi lần mình muốn cái gì mình chạy mình kiếm cái gì, tờ giấy cái viết còn thôi là đi đâu cũng phải đem cà cà cái cuốn tập. Cho nên á, ngài Hòa Thượng thầy dạy sao là Đức Phật không có cấm mình nói nhưng mà mình nói trong cái hiểu biết, trí tuệ, chánh niệm, tỉnh giác thì như vậy á, mình sẽ không nói với cái tâm cống cao ngã mạn, mình không nói với những cái lời nói xúc phạm người khác với cái sự điều khiển của phiền não, không? Đó, mình kịp thời mình dập tắt. Mình khi mà mình nói những điều cần nói, bây giờ cần thiết mình xét thấy là cái điều này cần thiết phải nói thì mình nói vừa đủ, nói hợp thời, nói đúng đối tượng, nói đem đến cái lợi ích tốt đẹp, nói đem đến cái sự an vui. Thì như vậy mình nói.
Còn nếu mà mình kiểm soát mình thấy cái lời nói của mình á, mà nếu mình gây xúc phạm, mình gây tổn hại, gây cho những chúng sanh khác khổ đau á, thì sao mình không nên nói à, hoặc là mình bông đùa, mình nói chuyện tùm lum tà la, mình nói không có đem đến cái lợi ích ha, nói để gây phiền não à, nói lại theo cái trần cảnh bên ngoài, nói để mà tăng trưởng những cái ác bất thiện pháp, thì những lời này là mình kịp thời ngăn chặn, mình không nói. Chứ không phải là mình cần phải tịnh khẩu, cần phải cấm khẩu cái nọ cho nó phiền phức. Nhưng mà chúng ta kiểm soát cái tác ý à, bởi vậy tục ngữ Việt Nam đã nói không à, trước khi nói phải đánh lưỡi 7 lần à, thì trong cái thời gian mà mình đánh lưỡi nói ví dụ vậy đó, thì sao mình kiểm soát cái tác ý, cái tác ý nó muốn nói. Nhưng mà khi mà nói vậy đó có đúng không, có đúng đối tượng không à, nói có đem đến cái lợi ích tốt đẹp cho người, cho mình hay không đó. Thì nếu mà mình sẽ thấy cái điều cần nói để đem đến cái lợi ích à, cho người, cho mình, thì mình sẽ nói à. Còn nếu mà mình thấy nó không, nói không hợp thời, nói không đúng đối tượng, nói mà không có đem đến cái lợi ích, nói những cái lời nó không có hòa nhã, thì mình sẽ kịp thời loại bỏ, dập tắt liền đó. Cho nên là khi chúng ta muốn thanh tịnh tam nghiệp, muốn chuyển hóa tam nghiệp cho được tốt đẹp trong sạch, thì sao? Cái điều quan trọng là chúng ta phải kiểm soát cái tắc ý, cái ý nghiệp của mình. À, còn mà nếu mà mình chú tâm vô cái lời nói không, mà mình quên cái việc làm thì cũng không được ha. Mà mình chú ý vào cái việc làm không, mà mình quên, mình không chú ý vào cái lời nói à, thì cũng không đúng à. Cho nên á, khi mà chúng ta kiểm soát được cái ý nghiệp à, thì chúng ta kiểm soát được cái khẩu nghiệp và cái thân nghiệp. Cho nên là kiểm soát cái ý nghiệp là kiểm soát toàn bộ ha. Đó. Cho nên là cái điều hết sức quan trọng là chúng ta phải kiểm soát cái tác ý mình cho nó được tốt đẹp à, thì như vậy đó à, lần hồi chúng ta sẽ tịnh hóa được cái thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp, hướng về những điều lành, điều thiện ha. À, thì chúng ta sẽ diệt trừ những cái xấu à, cái à, không có nói những cái lời à, gây đau khổ cho chúng sanh khác, không có làm những cái điều mà gây tổn hại khổ đau chúng sanh khác à, rồi cái tư tưởng của mình, cái suy nghĩ của mình là nó mang cái tính chất là à, từ bi hỷ xả, tứ vô lượng tâm à, thì như vậy đó à, càng ngày cái tam nghiệp của chúng ta nó được tốt đẹp ha. Đó, thành ra cái tâm của chúng ta, cái tác ý của chúng ta đó là phải luôn luôn hướng về những cái điều lành, điều thiện, thì sẽ đem đến một cái đời sống an vui à, ngay trong hiện tại. Khi mà chúng ta thực hành với tứ vô lượng tâm à, có đầy đủ từ bi thì sao, chúng ta sẽ tránh những cái điều quan trái à, chúng ta tránh những cái nghiệp à, chủng tử xấu xa à, chúng ta thực hành những cái thiện pháp à, tạo trữ những cái công đức phước báo tốt đẹp à, thì như vậy cái đời sống hiện tại của chúng ta được mọi người quý mến à, rồi à, chủng tử này đó à, những cái chủng tử thiện lành này đó, nó sẽ cho quả à, một cái đời sống tương lai tốt đẹp à, khi mà hết tuổi thọ ở thế gian
ở nhân loại thì chúng ta sẽ đi đến những cái cảnh giới an ổn tốt đẹp, chúng ta có đời sống tương lai tốt đẹp để mà nỗ lực tiếp tục tu tập. Cho nên Đức Phật dạy là khi mà chúng ta kiểm soát cái tắc ý, kiểm soát cái ý nghiệp của mình là được bảo vệ tất cả. Thì đây cái câu Phật ngôn mà Đức Phật giảng dạy trong cái bài học ngày hôm nay cũng xin chia sẻ với quý vị. Và chúng ta phải cố gắng nỗ lực tu tập để đạt đến những cái trí tuệ hiểu biết. Thì Đức Phật không có gọi là diệt ngã. Tại vì có cái bản ngã thì mình mới diệt. Còn cái này nó là hoàn toàn vô ngã. Nó không có thì lấy gì mà diệt. Cho nên là chúng ta phải thực hành để đạt đến kinh nghiệm, những cái hiểu biết đưa đến cái sự giác ngộ về cái bản chất rỗng không vô ngã của cái thân ngũ quẩn này. Nó chỉ là danh và sắc, hay là thân và cái phần tinh thần mà thôi ha. Để chúng ta diệt trừ được cái điều đó. Thì khi mà chúng ta diệt trừ được cái vô ngã thì chúng ta mới không còn chấp thủ về cái thân kiến. Quý vị biết rằng cái gì mà đạt đến sơ đạo sơ quả đó là cần phải diệt trừ ba cái hạ phần kiết sử, mà cái điều quan trọng nhất là cái thân kiến nha. Cho nên là cố nỗ lực học tập, suy tư rồi áp dụng vào trong đời sống, quán sát cái ý nghĩa của mình để mình thấy được là ở đây chỉ có là những cái tác ý bất thiện và những tác ý thiện. Thì nếu mà bất thiện mình kịp thời dập tắt, còn nếu mà tác ý thiện thì mình sẽ phát triển thực hành dung bồi để những cái tác ý thiện nó luôn luôn hiện khởi để chúng ta tạo trữ thật nhiều những cái công đức phước báo. Với phước báo thì chỉ kính cầu mong chư tôn đức pháp thể căn ngang, và chúc tất cả quý tôn nữ, quý Phật tử nhiều sức khỏe an vui. Cầu mong tất cả chúng sanh cũng sớm thoát khỏi những thiên tai dịch họa. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loài an vui hạnh phúc. Thì thời gian gần đây thì cũng do cái điều kiện sức khỏe nó cũng không được ổn, cho nên là nếu mà những ngày nào mà sức khỏe nó an ổn thì sẽ tham gia sinh hoạt để chia sẻ những cái hiểu biết đến quý vị. Còn nếu mà lỡ mà những cái ngày đó mà bệnh tật nó đổ ra rồi nó hành hạ khổ đau giống như mà cái bữa đêm đó, thì cũng xin phép là tạm thời vắng mặt để trị bệnh một thời gian. Khi nào sức khỏe nó an ổn thì sẽ trở lại sinh hoạt trong đạo tràng. Kính chúc tất cả quý vị nhiều sức khỏe an vui, tu tập tạo được nhiều thiện sự. Bây giờ thì xin cung thỉnh chư tôn đức cũng như mời tất cả quý vị cùng thảo luận chia sẻ thêm về cái đề tài bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Thầy giá. Dạ, sa thu, chúng con xin kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi giảng dạy chánh kinh ngày hôm nay ạ. Con cũng kính mong sư là luôn có sức khỏe tốt, pháp thể an khang, sớm tu tập được viên mãn để cho chúng con thi thoảng sư có sức khỏe tốt và giảng bài cho chúng con. Cái bài học hôm nay rất là hay và tuyệt vời. Xin mời tất cả đạo tràng, ai có những câu hỏi, ý kiến gì thì
xin được giơ tay là con xin phép được xuống mic ạ. Mời vị khác. Con kính bạch ngài, vì làm vẫn chưa có bàn tay nào giơ tay thì con có xin ngài chia sẻ cho con một chút, như là ví dụ như là phòng phòng hộ ngoài và phòng hộ bên trong, thì như như vừa rồi sư có giảng có cái đoạn mà có cái vị là y như là tịnh khẩu, nhưng mà trong cái lúc sinh hoạt ấy thì lại cần phải nói, nhưng mà vị tịnh khẩu như vậy và vị không nói, nhưng mà vị lại lấy bút để ghi ra giấy, thì coi như là cái ý của vị đấy thì là thông qua cái tờ giấy đó, cái chữ đó để mà cho người khác hiểu là vị cần cái gì. Dạ, thì như vậy thì con thấy là cũng cũng đỡ được một phần, như là nếu như mà như thế thì mình cũng như kiểu bớt nói dần, nó cũng thành quen quen á thưa sư. Nhưng mà nó có thể là một cái ý nghĩ hay là cái sự ngủ ngầm nào đó mà gọi là mình chưa thể gọi là tu tập bên trong. Như thế con nghĩ như vậy có đúng không ạ thưa sư? Sư giảng thêm cho con về cái phần này, hay là họ tịnh thân thế và họ như thế thì họ cũng sẽ tĩnh tâm luôn ạ. Dạ, con xin được xuống mic, con giống mic đến ngài ạ. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thập Mà Giá, Trần Thầy Giá. Thì khi mà trong đời sống chúng ta có hai cái nguyện gọi là thân biểu tri. Ha. Thân biểu tri ở đây là những cái dấu hiệu ha. Mình mắc muốn người ta lại, có nhiều khi người ta ở xa quá, mình la sợ người ta không nghe ha, mình lấy cái tay mình mắc gì đó là mình biết cái người đó biết là mình muốn người ta đến ha. Hoặc là người ta hỏi cái gì đó mình không muốn á, mình khoát tay thì cái đó là gọi là thân biểu tri. Còn khẩu biểu tri thì mình nói lên những cái gì mà mình cần, mình muốn người khác thực hành cho mình. Thì bây giờ á, như hòa thượng nói á, chúng ta không cần phải mang cái tấm bảng tịnh khẩu ở trước ngực để cho người ta biết là mình tu. Bây giờ mình hạn chế, mình không nói chuyện ha. Nhưng mà khi mà quý vị không muốn nói với ai á, thì quý vị cứ chăm vô cái mình đi kinh hạnh mình chăm chú vô cái sự đi kinh hạnh thôi. Thì có nhiều khi á, người ta thấy mình chăm chú cái bước đi của mình, mình đi một cách chăm chú miên mật vậy đó, người ta cũng ngại nữa, người ta muốn nói với mình, người ta cũng không dám nói ha. Chỉ cần ra những cái điều hết sức là cần thiết thì ta mới nói ha. Chứ mắc gì phải mang cái tấm bảng rồi các cái nọ chi cây viết rồi mình phải cho nó phiền hà không ha. Thành ra đó, những cái pháp đơn giản mà đem đến cái lợi, chứ không cần phải rườm rà
à, phải biểu hiện ra bên ngoài, mang cái tấm bảng là tịnh khẩu để ta biết mình là người tu, mình hạn chế cái vấn đề mà giao tiếp, cái lời nói. Thành ra bên trường thiền á, trong cái nội quy trường thiền cũng đã có rồi, tức là nói những cái điều cần thiết. Khi mà ở trong trường thiền á, có cái phòng ha, có cái phòng, ví dụ những thiền sinh nào, tại vì ở bển á, là dù là hai vợ chồng đang tham gia khóa thiền, nhưng mà người vợ là ở bên bên nữ, người chồng ở bên nam, không có cho gặp mà nói chuyện đồ bình thường, nhưng mà người ta có mở ra cái chỗ nếu cần nói thì vô cái phòng đó hai người có thể trao đổi nói chuyện với nhau, nhưng mà vừa đủ, chứ không phải có cái phòng người vô nó ngồi nói tối ngày thì không được ha. Đó, thành ra đó mình nói hợp thời, nói đúng chỗ, nói đúng lúc và nói vừa đủ những cái điều cần phải nói thì như vậy nó cũng tốt đẹp, chứ không cần phải là mình đem viết ra, mình viết rồi cái nọ chỉ cho nó mất công, nó rườm ra, nó cũng ổn. Và cái gì nữa, có nhiều lúc cái tâm mình nó nói lải nhải ở trong này nè, nó càm ràm, nó này đủ thứ trong cái nội tâm của chúng ta. Cho nên cái lời nói có đôi lúc mình nói phát biểu ra lời, nhưng mà có đôi lúc cái tâm mình nó cào nhào, nó cằn nhằn, nó bao biện về những cái lỗi lầm của mình thế này thế khác ở trong nội tâm mình. Cho nên là mình cần phải quan sát, kiểm soát cái lời nói phát ra ngoài và những cái lời nói cào nhào phiền não ở trong nội tâm chúng ta nữa ha. Thành ra đó qua cái nói đó, nó có hai cái: mình kiểm soát những cái điều mình sẽ nói ra bên ngoài, và khi mà trong tâm nó có những cái điều mà không hài lòng, những cái sự việc mà bất tận nguyện xảy ra, thì nhiều khi là nó cào nhào cằn nhằn ở trong nội tâm là chúng ta cũng phải kiểm soát những cái lời nói ở bên trong mình nữa. Thì như vậy á, thì khi mà nó nói những cái điều không có tốt đẹp thì quan sát rồi kịp thời ngăn chặn diệt trừ nó, chứ có đôi lúc mình không chú ý, mình để cho nó nói hoài thời gian, cái bắt đầu có nhiều khi á, vô tình lúc nào mình nó sai xử mình làm mình không 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 hay ha. Thì dần dần mới đầu á là nó yếu, nhưng mà nó tác động mỗi ngày, nó nói chút tới chừng cái bắt đầu cái mình gặp người đó, ví dụ như bây giờ cô gặp, cô có cái tác ý gặp người đó sẽ nói cái điều đó, thấy không? Nhưng mà mình thấy ôi chuyện đó cũng không cần thiết, nhưng mà ở trong tâm á nó cào nhào, nó nói hoài rồi cái tự nhiên lúc đó bắt đầu gặp cái đối tượng mà mình muốn nói đó, bắt đầu tự nhiên phát ra lời ha. Thì lúc đó là gì, là cái phiền não mới đầu nó yếu, nhưng mà nó dần dần nó thúc đẩy để mình nói đó. Cho nên á là chúng ta phải kịp thời ngăn chặn, và cũng cần phải kiểm soát để hạn chế cái giao tiếp ở trong những khóa thiền. Tại vì khi mình nói như vậy đó, có đôi lúc mình nói trong cái tâm phóng dật, nói trong phiền não thì làm cho cái sự tu tập của mình nó bị lùi sụp. Cho nên là hạn chế tối đa, chỉ khi nào có những điều cần thiết cần muốn nói
thì mình nói, và mình quan sát mình nói vừa đủ, ha, mình không có nói những cái điều mà không mang đến lợi ích đó. Thành ra trong cái giới mà nói dối đó, tức là nói những cái điều không thật, chuyện có nói không, chuyện không nói có, rồi nói những cái lời mà nói lời vô ích. À, thí dụ như mình bàn ba cái chuyện khoa học, khám phá các gì sao ở trên trời, mình bàn luận ba cái chuyện mà khám phá cái vực sâu dưới dương cái nọ, bàn những cái chuyện mà nghiên cứu về đời sống chúng sanh là cá là con này con khác ha, thì mấy cái đó nó không có đem đến lợi ích gì hết. Mình biết những cái điều đó nó chẳng có lợi ích gì hết. À, chuyện thế sự, tình hình chiến sự ở Ukraine rồi gì đó, mình bàn những cái chuyện vô ích. Thành ra trong cái giới mà nói dối đó, thì nó có nói lời phù phiếm, nói những cái lời không có mang đến cái lợi ích nữa. Thì chúng ta cái tâm mình nó dễ vui tụ hợp lại rồi đó, bắt đầu ba cái chuyện thế sự trên trời dưới biển ha, chuyện đông chuyện tây, rồi kia nọ đủ thứ chuyện. Mà khi mình nói thì ai cũng muốn hơn không ai cũng muốn thể hiện mình là người thông thái không ha. Thì bắt đầu nói một hồi mới sanh ra cãi giả. Cãi giả thì đưa tới bất hòa đó. Cho nên là chúng ta cần phải hạn chế về cái lời nói, nhất là những cái lúc mà mình tu tập thì phải cần phải hạn chế lời nói và tránh xa những cái người mà hay nói ba qua với cái tâm phóng dật đó. Thành ra khi mà chúng ta kiểm soát cái ý nghiệp của mình, kiểm soát cái lời nói, cái hành động thì nó sẽ đem đến những cái điều tốt đẹp. Đây là cái lời dạy của các ngài, các vị trưởng lão. Thành ra đó là đã nói xong. Con người mình có hai mắt để thấy, hai tai để nghe, nhưng mà có một cái miệng thôi. Cho nên á là sao, các ngài dạy là mình phải thấy cho thật nhiều. Thấy gì? Thấy đúng tính chất của đối tượng, nghe gì? Nghe những cái điều lợi ích tốt đẹp, nghe các cái pháp mà mình chưa từng nghe, suy tư các pháp để mình hiểu biết cách sâu xa hơn. Còn mình nói ít thôi, hai mắt hai tai nhưng mà có một cái miệng thôi. Thật ra mình nói vừa phải, nói vừa đủ, nói đúng thời, nói đúng lúc, nói đúng đối tượng thì sẽ đem đến cái lợi ích. Chứ còn á, không cần phải 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 tập tịnh khẩu, đúng không? Đó thì kia nọ, những cái pháp á, mình thực hành để đem đến cái lợi ích. Còn mà mình có những pháp mình ví dụ cái người mới tập thì cũng cần phải hạn chế, cần phải tịnh khẩu, nhưng mà không cần phải phải thể hiện cho ta biết, mang cái tấm bảng tịnh khẩu trước ngực gì đó, cho nó khổ vậy. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Pháp Nguồn Lão Khai. Dạ, chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ, sa thú, con kính tri ân sư ạ. Dạ, con xin mời bàn tay của đạo tràng hôm nay thảo luận về đề tài cái bài chánh kinh ngày hôm nay ạ. Dạ, con xin xuống mắt như một vị khác ạ. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ sư Pháp Thanh, con kính lễ sư Tuệ Đức, kính lễ sư Trân Tịnh, kính lễ sư Phước Sơn, kính lễ quý cô tu nữ, kính chào toàn thể các bà hữu trong đạo tràng. Thưa sư,
như là sư cũng đã giảng và giải thích thì thấy ra là nếu mà bởi vì đời là vô thường thì người ta có phải chăng là người ta sẽ cất giữ những cái mà đã xảy ra trong khứ hoặc bám víu vào một quan niệm thường hằng, và bởi vì đời nó là vô ngã, nhưng mà nếu không ai hiểu được cái sự vô ngã đó thì sẽ tự ngã nó lớn, và sẽ vì đó mà nó xảy ra những chiến tranh trên thế giới, hoặc là chính là vô thường á, thì nếu mà người nào mà hiểu được ra thì sẽ có thể là giải thoát được. Nhưng mà con thường thấy là thường chúng ta tìm cầu những cái sở tri sở đắc để mà thỏa mãn cái lý trí và dục vọng của bản ngã mình, hơn là chúng ta tìm thấy được trong cái những bài học của cuộc sống, của cuộc đời, để hiểu ra cái bản chất thật, mà thấy được cái bài học giác ngộ của mình. Vậy thì những cái khổ đau bất hạnh của cuộc đời chúng ta phải nhìn như thế nào để có thể thấy ra được sự thật của cái thông thường khổ và vô ngã, để mà chúng ta tùy duyên mà đổi mới cái nhận thức và hành vi của mình cho đúng, cho thuận pháp, thưa sư. Dạ con kính thỉnh sư giải thích cùng con. Nam mô Bụt Thà Dạ, Nam mô Tham Mà Dạ, Nam mô Sang Thà Dạ. Thì chúng sanh phàm phu thì thường thường là chấp thủ về những cái tri kiến, những cái sở kiến sở đắc của mình. Vì sao? Vì cái bản ngã. Rồi sao? Từ cái bản ngã với cái sự cống cao ngã mạn nó càng thúc đẩy lên, nó thúc đẩy đẩy lên, để mà có nhiều lúc mình nghĩ cái tôi của tôi đó, cái tôi đó nó quá lớn này, có những lúc cái tôi nó quá lớn, nó lấn át rồi sao mình muốn thể hiện cái tôi. Trời ơi, nhà này là một tái tôi tạo dựng sự nghiệp, tôi lo lắng tôi cho cái nhà này. Mà sao mà tôi nói không ai nghe vậy mình thể hiện qua cái bản ngã không? Chứ sự thật ra đấy đâu phải là cái phước của một mình đâu. Do những chúng sanh trọng nghiệp ở trong gia đình này, đến lúc là cái thiện nghiệp có quả nó cho phát sanh, trong gia đình mình có đầy đủ tài sản, đồ an vui rồi kia nọ, ha? Chứ không phải riêng một mình đâu. Rồi mình muốn điều khiển người khác. Mình muốn chồng tôi, vợ tôi, con tôi, thân bằng quyến thuộc của tôi là phải như vậy hết. Ai mà trái ý tôi là không được Tôi là chủ gia đình tôi là chồng, tôi là cha, tôi có quyền tôi là mẹ, tôi là vợ, tôi có quyền là bắt đầu có chuyện lên, thấy không? Nhưng mà mình thấy cái khi mình hiểu biết thì trong gia đình, những người trong một gia đình đó, nó có cái cộng nghiệp, cái phước báo với nhau, nương nhờ với nhau mà mới gặp nhau ở trong cái thế gian này. Thành ra chúng ta không phải là chỉ là mình mới ấy. Có nhiều người họ mê lầm vậy đó, không? Họ nói là chừng coi như là chỉ có tôi mới làm việc được việc này, không ai làm được đó. Nhưng mà không phải đâu, đến chừng mà
đến chừng mà một mai mà mình bị bệnh hoạn rồi cái nọ, mình không còn sức lực để làm á, có nhiều khi em mình, con mình nó làm còn hay hơn mình á. Nhưng mà vì cái tâm mình cống cao ngã mạn, cái bản ngã, cái tôi nó quá lớn này, rồi mình nghĩ là có mình là làm được thôi. Đó, cho nên á, cho nên sao ta nói là có mợ thì chợ cũng đông, không mợ thì chợ cũng không có, không bữa nào ha. Đó, cho nên á, cho nên mình phải thấy rằng á, mình không là cái gì hết á. Chẳng qua là khi có mình thì mình sẽ góp sức để cho cái hội chúng nó được tốt đẹp hơn, một hay là mình góp công góp sức để tạo cái thiện pháp trong cái hội chúng mà thôi, thấy không? Bây giờ có sư Pháp Thanh thì cái rung Phật giáo Nam truyền này cũng sinh hoạt, mà lỡ một mai mà sư bệnh hoạn, lỡ mai vô thường tới, lỡ mai mà sư không còn ở trên cái thế gian này nữa, thì sẽ có rất nhiều những cái vị khác, chứ không phải có mình ông Pháp Thanh đâu. Có nhiều khi những cái vị trẻ mai mốt họ giảng, họ chia sẻ những cái kinh nghiệm còn hay hơn sư, còn về quý vị dễ dàng nhận thức được còn lẽ hơn sư giảng, không? Đó, thành ra mình biết hàng chục năm trước đâu có ông sư Pháp Thanh đâu, mà ngài Trí Đức ngài lập ra cái forum Phật giáo Nam truyền này, rồi cũng nhiều chư tăng, rồi cũng nhiều Phật tử, nhiều người đến tham gia sinh hoạt, rồi có những người họ không hợp thì họ ra đi, rồi cũng nhờ cái hội chúng. Có sư Pháp Thanh thì ông chỉ góp chút công sức, góp chút cái kiến thức của mình để trong hội chúng được hiểu biết chút gì thôi. Chứ còn những điều mà ông sư Pháp Thanh mà ông không biết nó còn rất là nhiều. Mình chỉ biết được một cái khía cạnh nào đó trong cái giáo pháp, chứ không phải mình đã thông thuộc mình là tam tạng pháp sư, mình thông thuộc tam tạng hết đâu. Cho nên mình cũng phải mình biết, mình chia sẻ những cái điều mình hiểu biết, và sao mình lắng nghe, mình tiếp thu và học hỏi thêm những cái kinh nghiệm, dù là những cái vị sa di, những vị tỳ khưu trẻ. Đôi lúc những vị sa di, những vị tỳ khưu trẻ có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm rất là hay. Có đôi lúc những vị này đã tu tập từ trong quá khứ rồi, cho nên là bây giờ có nhiều khi những vị này có những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm nó nhanh nhậm lẹ, rồi nó sâu xa, nó hay hơn, thì mình cũng phải biết để lắng nghe, để học hỏi. Thì như vậy sẽ càng ngày cái kiến thức của mình nó được bổ sung một cách tốt đẹp. Còn nếu mà cái tâm mình cống cao ngã mạn, cái ngã của mình lớn quá, cái tôi của mình lớn quá, là gì? Nó là cái chướng ngại, nó ngăn che, mình sẽ không học được những cái điều tốt đẹp, những cái kinh nghiệm trong pháp hành. Thì sao? Thì cái điều đó là cái điều bất lợi cho chính bản thân mình. Cho nên cái điều quan trọng là gì? Chúng ta phải thấy được cái tính chất vô ngã của thân ngũ quẩn này. Và không có ai mà hoàn toàn mà tốt đẹp, ngoại trừ ra bậc chánh đẳng chánh giác. Rồi còn tất cả những phàm nhân chúng ta thì thế nào cũng còn rất là nhiều cái mặt khiếm khuyết. Bởi chúng ta phải mở lòng, mở cái tâm ra,
à, thì chúng ta sẽ đón nhận được những cái bài học rất là cao quý ở xung quanh chúng ta. Chúng ta khinh thường, trong bài kinh Đức Phật nói đừng có khinh thường cái con rắn nhỏ ha, đừng có khinh thường cái vị tỳ kheo trẻ, đừng có khinh thường cái vị mà sát lê đế lị còn trẻ. Biết đâu chừng, biết rồi mai mốt phước báo ổng trở thành vua của một đất nước rồi ha. À, lúc đó mình gây quan trái với cậu bé này mà mai mốt lên là ông vua cũng mệt mỏi à. Không? Rồi, đừng khinh thường cái vị tỳ kheo trẻ này, mai mốt ổng thành cái vị trụ trì nha. Hay là thành cái vị mà tam tạng pháp sư. À, mà mình mà gây quan trái, mình chê bai, mình khinh thường, mình khinh thường ổng, lúc đó là mình cũng cũng quể quải với ổng, thấy không? À, ông hồi đó ông khinh thường tôi thế này thế khác, giờ mà mình lại muốn cầu pháp mình hỏi ông đâu thèm nói. À, đó, cho nên là dù là những cái vị sa di, những cái vị tỳ kheo trẻ, mình cũng đừng xem thường. À, mà cái những cái đứa trẻ à, ở trong đời sống trong xã hội ấy, mình cũng đừng coi thường nó, mai mốt biết đâu chừng nó trở thành tiến sĩ, à, trở thành bác sĩ ở một bệnh viện lớn, à, trong cái khoa mà phẫu thuật gì đó, mà lỡ mai mà mình bệnh nặng bị ung thư mà cần đưa vô đó, mà nó nhớ lại hồi đó mình chỉ giả, mình nhiếc mắng khi này thế này khác là thôi quể quải rồi nha. À, lúc đó là cũng khổ ha. Cho nên là trong đời sống chúng ta phải biết à, và chúng ta hạ thấp những cái tôi, cái hạ thấp cái bản ngã của mình xuống. À, mình phải có sự khiêm tốn, và điều quan trọng là chúng ta phải cần thấy rõ bản chất của danh sắc này là hoàn toàn là vô ngã, là cái điều đó là cái mục đích để chúng ta thực hành. Xin giải thích cái thắc mắc của cô Hồng Mai, và chúc cô nhiều sức khỏe an vui. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Dạ, xin mời bàn tay của đạo tràng ạ. Có ai có lời câu hỏi thì xin được đưa bàn tay ạ. Dạ, con xin được xuống mic ạ. Dạ, kính bạch ngài, chưa có bàn tay nào. Dạ, con xin phép được hỏi một câu hỏi trong bài học ngày hôm nay ạ. Như là cái vấn đề là bảo vệ tổng quát và cùng khắp, như là cái câu hôm nay như nói là vị đấy mới được là bảo vệ. Như ví dụ như là trong các chi phần của
của giới thì ví dụ như là phạm vào tội tà dâm hay là phạm vào tội nói dối thì mọi thứ thì cũng phải đủ cái chi của nó thì mới mới được gọi là phạm giới. Đã, thì ví dụ như là trong cái ý nghĩ của con đi, làm thích một cái vật gì đó của người ta mà mình muốn muốn lấy nó, nhưng mà mình biết rằng là cái đó là cái điều không tốt, như là mình có sự tà quý ở đó thì mình biết đó là không tốt thì mình sẽ không hành động lấy nó. Nhưng mà cái sự thích của mình á, thưa sư, là cái sự ham thích đó ở tâm của mình là nó vẫn cứ bị thúc giục và bị ngủ ngầm để cho mình muốn đến đó lấy. Nhưng mà cái lúc đó thì mình lại có cái chánh niệm là mình không nên như thế, và có những cái sự tàm quý là mình không nên lấy như vậy. Thì khi mà nếu mà để nói được không, khi mà mình biết quá được cái ngã ở đây thì và mình hiểu được ra thì nó rất là khó. Ví dụ như đối với những Phật tử sơ cơ của chúng con hay là đối với những Phật tử của chúng con đó, thì rất là khó. Nhưng mà khi mà chúng con được rằng là nó phải đủ chi, khi cái suy nghĩ đấy của mình thôi, nó chỉ là cái suy nghĩ thôi, nhưng mà nếu để hành động một cách phạm giới thực sự thì nó cũng phải đủ chi phần nào, thì mình đến lấy cắp hay là gì gì đó, nói chung là cũng phải đầy đủ chi phần thì nó mới phạm vào cái giới trộm cắp. Thế nhưng mà thì là khi mà cứ nghĩ là ồ đó chỉ là suy nghĩ thôi thì cũng không sao. Thì mình khi mà mình muốn mà diệt được cái suy nghĩ đó thì nếu như mình mà không diệt thì nó sẽ là ngủ ngầm ấy, thưa sư. Thì nó sẽ hôm nay mình thích, ngày mai mình vẫn thích, ngày mốt mình vẫn thích, rồi dần dần khi mà mình bị thất niệm hay là mình bị phóng dật cái thì có thể là mình nó đủ duyên để cho mình phạm vào cái giới đó. Đã. Thì như vậy thì nếu như mà để mà nói đến khi mà mình bảo vệ được một cách tổng quát và cùng khắc như thế thì rất là khó. Thì như theo sư chia sẻ cho chúng con là nên là gọi là mình tác ý như thế nào, hay là mình phải nhìn thấy rõ nó như thế nào thì để mà mới diệt được hẳn được cái suy nghĩ và cái để mà không có cái hành động sai lầm nó phát sinh lên được ạ. Dạ, còn kính mong sư chia sẻ cho chúng con về cái phương pháp để mình làm sao mình tu tập được dần dần bỏ được những cái sự ngủ ngầm đó ạ. Dạ, con xin phép được xuống mic, con dâng mic đến sư ạ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Ca Giá. Thì người ta nói là tâm duyên ý mã, cái ý của mình á là nó giống như con khỉ, không? Nó chiền, nó chạy nhảy từ cành này qua cành khác. Con ngựa thì nó cứ rong ruổi hết cánh đồng này qua cánh đồng khác, hết con đường này tới con đường khác, nó cứ tối ngày nó cứ chạy hoài ha. Đó. Thì bây giờ á, con khỉ mà mình muốn kiểm soát nó thì mình phải cột nó lại, đeo cái dây xích lại cho nó ha. Đó. Thì nó chỉ quanh quẩn ở cái chỗ đó thôi. Con ngựa mà người ta muốn thuần hóa nó là sao? Người ta phải tra cái hàm thiết, cái dây cương để người ta giật bên phải thì nó đi hướng về bên phải, người ta giật về bên trái thì nó đi qua trái ha. Đó, cái gì thì cũng phải có cái biện pháp để mà chúng ta kiểm soát nó. Thì cái vậy cái tác ý mình vậy đó ha. Cái người chưa có sự tu tập thì để cho cái tâm mình nó lan man, nó chạy về quá khứ, rồi nó suy tính tương lai, đủ thứ chuyện hết á. Rồi nó thích, rồi nó không thích, rồi nó thương, rồi nó ghét, rồi nó muốn, rồi nó không muốn,
thứ chuyện trên đời hết, cho nên là mới có xảy ra khổ đau. Muốn mà không được, không thích mà phải gần, rồi cái nọ nó gặp những cái cảnh mà trái ý nghịch lòng đúng không? Đó, cho nên là khi mà nếu mà chúng ta không có sự kiểm soát á, để cho cái phiền não nó sai sử, nếu mà chúng ta gặp những cái cảnh mà thích ý vừa lòng, thì mình bám níu, mình chấp thủ. Còn nếu mà mình gặp những cái trái ý nghịch lòng thì mình xua đuổi, mình hủy diệt. Thành ra đó là cái có cái những cái biện pháp Đức Phật dạy đó, mình thực hành cái tứ niệm xứ, cái thiền tuệ, đặt niệm ở trong một trong bốn đối tượng: thân, thọ, tâm, pháp. Đó là cái gì? Cái khi mà mình đặt niệm như vậy đó là giống như đó, mình kiểm soát cái con ngựa, mình tra cái dây cương vô. Nhưng mà đâu phải mình dễ đâu. Lúc đầu mà mình cái con ngựa hoang nó rong ruổi hồi đó giờ lâu rồi, quá lâu rồi. Bây giờ mà mình muốn thuần quá nó không phải dễ. Nó lồng lộn, nó dùng dãy, nó bung, nó đá lung tung hết đó. Nhưng mà mình phải kiên trì, mình phải kiên trì. Rồi bắt đầu sao? Có lúc bao là mình phải dùng những cái biện pháp cứng rắn. Cái người mà dạy ngựa đó là phải không? Phải đánh nó, phải đánh nó. Nhưng mà rồi không phải là dùng biện pháp cứng rắn không, đánh nó, nhưng mà rồi phải dỗ về nó, rồi phải dịu ngọt với nó, phải cho nó ăn cỏ, phải cho nó uống nước, đó. Rồi mà nếu mà nó chịu thuần thì thôi, mà nó dùng dãy, nó phản ứng lại thì cái người mà huấn luyện ngựa phải sao? Phải đánh nó, thậm chí có những lúc là phải dùng cái cây nhọn đâm nó. Thành ra nó có, Đức Phật nói rằng có những lúc là cho uống ngọt, tức là phải dỗ về dịu ngọt, nhưng mà có những lúc là cho uống đắng. Có những chúng sanh nó kỳ lắm, mình nói ngọt hoài nó nghe, mình phải la mắng nó kia nọ nó mới nghe. Rồi có những chúng sanh đó phải vừa ngọt mà vừa đắng, tức là cũng phải vừa dỗ về sách tấn, nhưng mà cũng phải vừa là dùng những cái lời nói nặng nề, thì họ mới chịu nghe. Thì cái tâm của chúng sanh mình cũng vậy á. Có những chúng sanh nhiều đời nhiều kiếp đã tu tập rồi thì nó dễ thuần quá, còn những người sơ cơ mới tu tập thì cái mình vô mình ngồi hành thiền là nó cũng dùng dãy vậy lắm, nó cũng chạy nhảy lưng tưng nhớ. Nhưng mà mình cố gắng kiên trì, mỗi ngày mình kiểm soát một chút, từ từ, rồi lâm thôi cái tâm mình nó sẽ yên đó, là nó vậy đó. Đó, thành ra cái gì cũng phải từng bước, và có những cái biện pháp thích hợp để chúng ta kiểm soát cái ý nghiệp của mình, lần hồi nó mới chịu mình điều khiển, đúng không? Cái người mà sơ cơ mới hành thiền cứ cái tâm nó cứ phóng dật hoài bây giờ sao mình thấy trời ơi vậy là chắc tôi không có duyên rồi, tôi hành thiền không được rồi, cái mình chán nản, mình bỏ dở trời đó. Thành ra khi mà mình thấy cái tâm mình nó phóng túng quá thì kệ nó, cái công việc của nó là vậy mà. Mình đừng cho là cái khi mà cái tâm phóng dật là xấu, cái tâm mà chánh niệm tỉnh giác là tốt. Rồi cái tâm mình nó phóng dật hoài cái bắt đầu mình chán nản, mình bỏ dở, mình không hành thiền
thì ngài hòa thượng thiền sư nhà dạy sao? Tượng là đối tượng, không có đối tượng tốt mà cũng không có đối tượng xấu, ha. Thì khi nào cái tâm mình có trí tuệ đầy đủ, mình biết biết cái tâm mình đang có chánh niệm tỉnh giác có mặt, khi nào phóng dật, mình biết cái tâm mình phóng dật, mình đem cái tâm nó trở về, dù cho cái tâm nó phóng dật 100 lần, cứ hãy nó chạy đi đem nó trở về, chạy đi đem trở về, đè chạy đi đem trở về, chứ đừng có nghĩ là cái tâm phóng dật là xấu. Có nhiều thiền sinh, trời ơi, cái thời thiền này tôi ngồi không có tốt chút nào á, vì đâu mà nó, vì đâu mà nó phóng dật hoài, tại vì cái ý niệm mình so sánh, mình cho là cái tâm chánh niệm tỉnh giác mới là tốt, cái tâm chạy nhảy là xấu. Nhưng mà sao, có những lúc, có những lúc cái tâm mình nó vậy đó, nó không có chịu nằm yên, nó cứ nhảy hoài, mà kệ nó, cái việc của nó, cái sinh hoạt của nó là vậy, cái công việc của mình là kéo nó trở về, cứ hả nó chạy mình đưa nó trở về, nó chạy mình đưa trở về, nó chạy 100 lần thì mình cũng đưa nó trở về 100 lần, đừng có chán nản. Trời đất ơi, ngồi gì đâu mà tâm thấm giật hoài, nổi gì, thôi nghỉ, không cần nữa. Thành ra mình chán nản, mình bỏ dở cái công trình tu tập của mình, thì nó sẽ không có đạt được kết quả tốt đẹp. Cho nên á, ngài hòa thượng thiền sư ngài dạy, đừng có xét đó, đừng có so sánh, không có đối tượng nào là tốt, không có đối tượng nào xấu, không có đối tượng nào thấp, không có đối tượng nào là cao, tất cả đối tượng là đối tượng. Tất cả các trạng thái tâm mình biết nó một cách rõ ràng, chánh niệm tỉnh giác với trí tuệ, thì khi nào trí tuệ nó có mặt, tâm quân bình an ổn, mình biết bây giờ cái trí tuệ, cái tâm mình nó đang ở trạng thái quân bình an ổn, nhưng mà mình cũng không có bám níu, mình cố giữ cái tâm mình ở chánh niệm, cố giữ cái tỉnh giác, thấy không? Mình cứ cố giữ hoài, ngồi cái tâm nó mệt rồi nó bung à, ha, mình cố đè nén, cố kiềm chế, cố bằng mọi cách mình kiềm chế nó hồi, nhưng mà sao nó mệt, tại vì nó trái với cái quy luật mà đó, mình thực hành như vậy, thực hành với cái tâm phiền não nó trái với quy luật, cái hồi cái bắt đầu mình kèm hoài kèm không nổi, bắt đầu nó bung, ha. Nên cô biết cái lò xo mà mình cố mình đè nén, mình cố mình kềm chế nó càng mạnh chừng nào á, thì cái khi mà nó bung là càng mạnh. Cho nên á, là mình phải từng bước mình tập, từ từ nó vừa dỗ về, vừa có dỗ về nó, nhưng mà cũng khi mà nó khống túng mình cũng phải kềm chế nó, vừa dỗ về nhưng mà phải vừa cứng rắn, để từng bước mình sẽ thuần hóa nó, không? Cho nên là các pháp mình phải biết, mình đừng cố bám níu, cố giữ cái tâm mình cái này thế khác, tại vì cái sinh hoạt của tâm là nó luôn luôn nó thay đổi, nó trôi chảy, đó, mình để cho nó, mình thuận theo, cứ nó quân bình an tịnh thì cũng được, mà hồi nó chạy nhảy, nó phóng dật, nó chạy về quá khứ suy tính tương lai, mình biết rồi, cứ đem trở về, nó chạy đem trở về, giống như giữ nít vậy đó, thấy không? Bây giờ ai nhờ cô giữ giùm đứa bé chừng 5-6 tuổi mà cô bắt nó ngồi yên chỗ đâu có chịu đó, thành ra mình dụ nó, đó, vô đây, cô cho cái này nè, có cái này đẹp lắm nè, có đồ chơi này tốt lắm nè, đó, cô dụ nó, cô đưa nó cho nó chơi thì nó mới ngồi yên, nhưng mà đâu phải mà nó ngồi yên hoài,
ngồi nó tình tình nó chán rồi, nó giục cái đầu chơi nó cũng muốn chạy đi à, chạy đi mình đem nó trở về, chứ mình đừng có la đầy nó, mình đánh nó rồi cái nó rồi nó khóc nó la nó quậy từng có lửa nữa không? Đó thành ra đó cứ từ từ thông thả, rồi lâu ngày chạy tháng thì mình sẽ thuần hóa được cái tâm của mình à, giống như là lời Đức Phật dạy, giống như là cái người mà luôn huấn luyện ngựa đó, cái con ngựa quan mà mình muốn một sớm một chiều mà nó thuần đâu có được, phải nhiều ngày, phải từng bước rồi phải vừa chịu ngọt mà vừa cứng rắn nha, để từ đó thì đến một lúc nào cái tâm mình nó sẽ thuần, nó sẽ an trú ở trên đối tượng nha. Đó thành ra cái phương pháp, cái kỹ thuật nó như vậy, nhưng mà tùy theo cái điều kiện, cái tâm tánh của mỗi chúng sanh rồi mình áp dụng để đem đến cái lợi ích tốt đẹp trong cái thiền tập và trong cái đời sống của mình. Thì xin giải thích cái thắc mắc của cô Pháp Nguồn Lào Cai và chúc cô nhiều sức khỏe, an vui, nỗ lực tinh tấn để đạt được những kinh nghiệm quý báu trong sự thực tập thực hành giáo pháp à. Chúc cô nhiều sức khỏe, an vui. Nam mô Bụt Thầy. Dạ sa thú, sa thú, con kính tri ân sư ạ. Dạ con xin kính mời bàn tay của đạo tràng. Con hôm nay là con được hỏi nhiều nhất luôn, mỗi lần là có những cái thời pháp của sư là con có lợi nhất luôn ạ, bởi vì là mọi người cứ nhường cho con đặt câu hỏi hoài, mỗi lần đặt câu hỏi thì sẽ hiểu ra được nhiều điều lắm, cho nên là con xin nhường mic mời đạo tràng ạ. Dạ tuyệt vời. Dạ Nam Mô Bụt Thầy. Giá dạ thấy đạo tràng không ai giơ tay lên hết, con đành phải xin đặt thêm một câu hỏi nha thưa sư. Thưa sư, chúng ta con thì ở ngoài thì thường là người ta nói về cái năng lượng gốc để điều trị bệnh đó thưa thầy, thì con quen với những bạn đạo thì họ nói là những cái năng lượng là cái người mà coi như là sáng tạo ra cái quy trình về năng lượng gốc này là coi giống như là họ được một cái nguồn năng lượng từ ở những hành vi năng lượng ít rất nhiều trong cái việc mà chữa bệnh, giống như là mọi người nói là cái năng lượng gốc này giống như là một cái thuốc, cái nguồn năng lượng đặc biệt để giúp cho họ hỗ trợ cái sức khỏe trong cái cơ thể của con người. Mà theo như con biết thì Đức Phật không có nói về cái nguồn năng lượng từ những cái hành tinh xa, hành tinh khác mà đưa xuống trên cái mặt đất này, mà những cái người mà đi theo những cái follow những cái lớp học này lại là những cái người, những cái việc Phật tử của Phật giáo mình, thì họ nghĩ rằng là cái năng lượng gốc này giống như là cái để hỗ trợ giống như cái thực phẩm chức năng ở đời thường rồi đó, thì chỉ có cái người mà đã công nhận được cái nguồn năng lượng mới có truyền cái năng lượng đó cho mình, đó thì mình làm Nam mô Bụt Thầy giá, Nam mô Tham Ma giá, Nam mô Sang Ga giá. Thì quý cô đừng có ngại, thì khi mà không có ai hỏi mà mình có những cái thắc mắc á thì mình cứ nêu lên, thấy không?
chứ mình đâu có tranh giành với ai đâu mà sợ. À, để cái buổi sinh hoạt cho nó được tốt đẹp, để mà cái đạo tràng mà nó yên ắng quá, ngày trí đức ngày cũng đầy. À, cho nên là đừng có ngại, hả? Không có ai hỏi, thì mình có những cái điều thắc mắc thì cứ mạnh dạn nói lên. Và trước khi trả lời cái câu của cô Hồng Mai thì cũng trả lời cái thắc mắc của cô Pháp Nguồn Lào Cai là đúng như vậy đó. Trong đời sống chúng ta phải cố gắng luôn luôn có cái chánh niệm tỉnh giác liên tục, chứ không phải là chỉ lúc mình hành thiền mình gìn giữ chánh niệm, mà sau cái thời thiền rồi đó, mình để cái tâm buông lung, sống phóng dật theo, chạy theo trần cảnh bên ngoài thì nó cũng đúng. Cho nên là lâu lâu mình tự phản tỉnh, mình hỏi nãy giờ mình có chánh niệm không. Mà khi mà quý vị mà tự phản tỉnh, quý vị hỏi như vậy đó, thì chánh niệm tỉnh giác nó sẽ trở lại liền. Rồi bây giờ cái giải đáp cái câu thắc mắc của cô Hồng Mai thì sự thật ra đó, rất nhiều những cái tôn giáo là họ cũng có những cái gọi là cái điển của bên các cái Phật giáo khác, tiếp điển rồi là sau này cái là năng lượng trường sinh học, hay là còn gọi là nhân điện. Thì cái ở đây đó là quý vị biết rằng trong cái thân của chúng ta đó, nó cũng có cái sinh hoạt đất nước lửa gió. Rồi ở bên ngoài nó cũng là đất nước lửa gió. Có chúng ta đem cái đất nước lửa gió bên ngoài để mà bảo dưỡng, duy trì cái đất nước lửa gió ở bên trong. Thì cái trong cái con người chúng ta cũng có điện. Bắt đầu người ta mới thử đó, người ta lấy cái vòn kế đó, người ta lấy cái vòn kế, rồi cái bắt đầu mình một cái tay mình nắm cái cọng dây màu đỏ, cái tay bên đây mình nắm cái cọng dây màu đen, thì cái kim, cái vòn kế đó có cái kim đó, nó cũng nhảy lên, thì cái đó là gì? Là cái điện ở trong người mình, thấy không? Đó, thành ra đó, tùy theo cái sức khỏe của con người á, mà có những lúc cái vòn kế này á, nó nhảy cao hay là thấp, nó yếu hay mạnh, thì cũng tùy theo cái cơ phận, cái cơ địa của mỗi người đó. Chính nhờ có cái thí nghiệm vậy để biết rồi, ở ngoài không gian vũ trụ này đó cũng gì, cũng có cái điện trường. Thì mình thấy sao? Những sóng radar, những cái phát sóng của cái đài phát sóng truyền hình chẳng hạn, nó có những cái bộ phận nó phát sóng đi, thì nhờ có cái điện ở trong cái không gian đó, nó mới nâng đỡ những cái sóng này nó đi xa khoảng bao nhiêu km. Đó. Thì có những người cái cơ thể của họ đó có những lúc có những cái cách thức để mà thu nhận những cái năng lượng hay là gọi là nhân cái điện mà ở bên ngoài, năng lượng trường sinh học gì đó. Đó thì sao mình phải biết cách thì giống như cái máy truyền hình của cô ở nhà đó, bây giờ cô mở, cô thích xem cái kênh nào, cô mở đúng cái kênh đó. Mở đúng cái kênh rồi, cái máy cô nó, các cái bộ phận nó vận hành tốt đẹp. Rồi ở cái đài phát đó, cái giờ đó, cái đài nó cũng phát sóng. Hai cái này nó tương ứng với nhau. Thì cái sóng từ cái đài phát nó mới đi vô
cái truyền hình của cô thì bắt đầu cái máy nó mới hoạt động ha. Có hình ảnh nó hiện ra, màu sắc đều đầy đủ ha. Có những lúc cái truyền hình của cô nó, các cái bộ phận nó vận hành nó không có suôn sẻ, nó bị trục trặc thì sao? Ở cái đài phát nó mới phát sóng nhưng mà cô không có nhận được, hay là hoặc là cô điều chỉnh không đúng cái kênh đó, thấy không? Thành ra cái sóng không vô thì nó vậy thôi. Nhưng mà tất cả các cái phương pháp á thì nó cũng ở một cái mức độ tương đối thôi, không có cái phương pháp nào là tuyệt đối. Thành ra đó, có những lúc tâm tánh chúng sanh, trời ơi, sư nhớ là cái khoảng mà cái thời kỳ mà năm khoảng năm 90 chín mấy đó, là cái phong trào phong trào nhân điện, trời ơi, đi tới đâu cũng nghe người ta bàn bạc thảo luận nhân điện, rồi đi chỗ trị bệnh, đi chỗ kia trị bệnh, chứ không phải tất cả ai cũng nhận được, ai cũng làm được. Không phải là họ nói là bệnh gì trị cũng hết, ung thư nó trị cũng hết, không có đâu. Nó ở cái mức độ tương đối thôi. Những cái bệnh nào về thời tiết, vật thực, hay là do những cái tứ đại ở trong thân mình nó bất hòa, có những cái phương pháp nó hỗ trợ thì nó sẽ vượt qua, nó tạm lắng dịu, những cái cơn bệnh tật nó sẽ tạm thời nó lắng dịu. Nhưng mà không có cái gì là tuyệt đối hết. Đó, rồi một thời gian kéo đầu giờ cái phong trào vậy mà nhân điện rồi này kia nọ đó, năng lượng trường sinh học rồi đó, dẹp hết rồi. Chứ hồi đó rần chỗ này ông thầy này nhân điện, chỗ kia bà nhân điện, chỗ nọ ấy rồi trị bệnh, rồi chạy đi lại trị rần. Thì cũng có những người nó phù hợp, nó cũng giảm thiểu được bệnh tật, chứ không có hoàn toàn hết được. Có những bệnh nghiệp, có những bệnh về cái thuộc về cái nghiệp quả, khi mà cái quả nó phát sanh rồi đó, thì không có thầy nào, nhân điện nào, năng lượng nào có thể trị được hết. Rồi cái gì chân thiện nhẫn, chân thiện nhẫn pháp luân tông gì đó cũng rần lên, thì nói chung là cũng đem đến cái lợi ích cho những người nào phù hợp. Nếu ngay cả mà khi quý vị mà hành thiền á, khi mà mình hành thiền, cái tâm mình nó đạt đến những cái hỷ lạc phát sanh đó, thì nó cũng đem đến cái lợi ích gì đó trong cái phước báo về những cái phước báo về của thiền định đó, thì có những chứng bệnh khi mà cái hỷ lạc nó phát sanh đó, nó có những cái chứng bệnh nhẹ như là cảm đồ này kia nọ, thì quý vị khỏi cần trị, thì những cái hỷ lạc này nó đẩy lùi được. Nhưng mà những cái bệnh mà cỡ mà ung thư rồi này kia nọ, HIV rồi này kia nọ đó, thì thôi, cái này nó thuộc về bệnh nghiệp rồi, không có cái phương pháp nào mà hoàn toàn hết. Nếu quý vị thấy có những người bị ung thư, họ cần phải cắt bỏ một phần cái gan, cắt bỏ một phần cái phổi, bỏ một cái phần nào đó cơ phận của thân thể, nhưng mà đâu phải là cắt bỏ mà rồi nó hết đâu. Nên có nhiều khi cắt bỏ rồi nhưng mà cái di căn của nó qua rồi, thành ra cắt bỏ là tạm ổn thời gian, cái bắt đầu cái rễ của nó di căn qua rồi, bắt đầu nó ăn ruộng tới chừng phát hiện lại là nó đã di căn tràn lan hết rồi. Thành ra đó, chúng ta biết ở trên thế gian này cũng có những cái phương pháp đem cái đất nước rửa gió ở bên ngoài,
để bảo tồn duy trì cho cái đất nước lửa gió bên trong. À, trong thân mình cũng có một cái năng lượng, một cái điện. Thì bên ngoài á, nó cũng có một cái năng lượng, cái điện đó. Nhưng mà nó chỉ hỗ trợ phần nào thôi, chứ không phải là nó là một cái phương pháp tuyệt đối. Nó có nhiều phương pháp đó, nhưng mà nó chỉ là phụ giúp hỗ trợ cho chúng ta, chứ chúng ta đừng có tầm tìm kiếm một cái phương pháp để mà mình đạt đến cái điều mà mình mong ước. Không có phương pháp nào là tuyệt đối hết, không có cái bài thuốc trường sinh bất tử nào tuyệt đối hết. Bây giờ sư nói vui vui hồi đó, sư hay nói với mấy sư ở trên chùa Bụ Đức, tôi nói đến lúc mà cái nghiệp quả mà nó phát sanh rồi đó, thì dù cho qua đà tái thế lại cũng không có trị được. Đến lúc mà cái cận tử nó đến rồi, thì dù mà qua đà tái thế cũng chết là chết. Thành ra mình biết vậy, mình đừng có bám níu, đừng có đeo đuổi gì hết. Mình cố gắng mình tu tập, có những lúc cái phước báo của pháp hành nó sẽ hỗ trợ mình có thể cũng vượt qua được những cái bệnh tật, nhưng mà ở cái mức độ nào đó mà thôi. Chứ còn nghiệp quả Đức Phật giải rồi, nghiệp quả là bất khả tư nghị, không có bàn luận được, mà không có nói cái pháp nào mà có thể mà ngăn chặn cái nghiệp quả nó phát sanh được hết. Cho nên thì chúng ta cứ cố gắng tu tập pháp bảo hộ trì người hành pháp, mình ráng mình tích cực, mình tạo phước. Nếu mình cố gắng mình giữ giới thì mình sẽ thoát khỏi đi bốn đường ác đạo. Nhờ cái phước mà mình giữ giới, mình không tạo ác bất thường nghiệp, mình không có tạo những cái chủng tử xấu là cái nhân để đưa đến khổ cảnh, mình thoát ra. Chứ không phải là pháp bảo hộ trì là mình làm ác nó tùm lum rồi mình thoát khỏi khổ cảnh đó. Nhờ cái sự thực hành giữ giới mình không có đi đến khổ cảnh. Nhờ mình sợ, mình giữ gìn các cái hình luật, các cái điều luật của quốc gia đã định đặt ra, mình không phạm luật. Mình không phạm luật mình đâu có ra tòa, mình đâu bị xử tội, thấy không? Chứ còn mình nói bây giờ là tôi có cuốn luật, tôi có cuốn luật tôi để ở nhà rồi, tôi không sợ. Rồi mình phạm các cái luật pháp tùm lum hết, mình không gìn giữ, mình không thực hành, rồi tới chừng mà ra tòa nói tôi ở nhà tôi có cuốn luật, tôi để tôi thờ. Nhưng mà mình phạm luật thì bây giờ quan tòa ta phải phán xử theo cái tội trạng của mình, chứ đâu phải mình có nguyên bộ luật hình sự mình để nhà rồi mình không có bị tội, không? Đó, thành ra đó, nhờ cái sự thực hành, nhờ cái sự ngăn trừ, nhờ cái sự kinh tởm ghê sợ các cái ác bất thiện pháp, nhờ có tàm quý thực hành, thì chúng ta nâng đỡ chúng ta sẽ có một cái đời sống an vui tốt đẹp. Thì trong đời sống nó có nhiều phương pháp lắm, nhưng mà mỗi phương pháp sẽ phù hợp với một chúng sanh, mỗi phương pháp nó phù hợp ở trong một cái giai đoạn, mỗi thức ăn phù hợp với cái thể tạng của mỗi người, chứ không phải ai ăn thịt bò, ai ăn hột gà cũng đều tốt hết, thấy không? Ai ăn chay đều tốt hết, không phải. Có những cái người cơ địa của họ phải tránh dùng những cái thịt cá thì họ ăn chay là tốt. Nhưng mà có những người
mà ăn chay hoài nó suy kiệt. Đó, cho nên tùy theo mỗi người, chúng ta có trí tuệ, chúng ta có quan sát, rồi mình sẽ áp dụng cái phương pháp tu tập, cũng như trong cái sinh hoạt, trong cái ngủ nghỉ, trong cái ăn uống, nó phù hợp thì sẽ đem đến cái lợi ích. Chúng ta thực hành theo cái biết của cơ thể chúng ta thì nó sẽ đem đến an ổn. Thì thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ. Và bây giờ là mời cô Pháp Nguồn Lào Cai sám hối, rồi sư xin phúc chúc để kết thúc buổi sinh hoạt hôm nay. Và giới phước báo này kính cầu mong chư tôn đức trưởng lão, chư hòa thượng, chư thượng tọa, chư đại đức tăng, pháp thể khăn ngang, chúc tất cả quý tu nữ, quý phật tử nhiều sức khỏe, an vui, tu tập tạo nhiều thiện sự trong đời sống. Cầu mong cho tất cả chúng sanh sớm thoát khỏi khổ đau thiên tai dịch quả. Cầu mong chư thiên ở xung quanh nơi đây cũng như xung quanh tư gia của quý vị quan hỷ với phước báo. Cầu mong tất cả chúng sanh trong ba giới bốn loại an vui hạnh phúc. Nam mô Bổn Sư. Và bây giờ xin mời cô Pháp Nguồn Lào Cai. Dạ, sa thú, sa thú, sa thú ạ. Con xin thay mặt đạo tràng kính tri ân thượng tọa Pháp Thanh đã từ bi thuyết giảng buổi pháp ngày hôm nay để cho đạo tràng chúng con có được nhiều sự an vui lợi ích dài lâu ạ. Dạ, một lần nữa chúng con xin kính tri ân toàn thể chư tôn đức tăng cùng quý cô tu nữ đã hiện diện trong Zoom. Con kính cảm ơn đạo tràng đã cho em thanh tịnh nghe pháp. Sau đây con Pháp Nguồn Lào Cai xin phép thay mặt đạo tràng tụng kinh sám hối tam bảo ạ. Uttamang ghe na wan de hang ba da bang sung qua uttamang bút thể yo khali to do so bút thổ khamatu tăng ma mang. Con xin hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ vi trần dưới chân Đức Phật là đấng chí tôn.